Chào mừng quý vị đang đến với phần 2 chương trình Tinh sáng. Xin mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin đáng chú ý tại khu vực châu Á. Thưa quý vị, mới đây đại diện nhân viên cố vấn an ninh cấp cao của Hàn Quốc đã thực hiện chuyến thăm tới Mỹ nhằm gửi thông điệp của tân tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Mỹ rằng nước này sẽ không phá vỡ thỏa thuận về việc dàn trận hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm xa THAAD. Sau thông tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc che giấu thông tin về số lượng bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa Thaad, tân tổng thống Moon Jae-in đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân che giấu việc này. Đồng thời, trong chuyến thăm Mỹ của Cố vấn An ninh cấp cao Hàn Quốc lần này, ông Moon cũng gửi lời kêu gọi Mỹ không phá vỡ những thỏa thuận về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm xa Thaad, xua tan đi nỗi lo của người dân Hàn Quốc và nguy cơ chọc giận Trung Quốc. Quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Thaad là do cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye quyết định, tuy nhiên ông Moon lại là người không ủng hộ việc này. Hiện nay có tổng số 6 bệ phóng thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Thaad được đặt tại tỉnh Jeju, Hàn Quốc nhằm chống lại những đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. Kể từ khi ông Moon lên nắm quyền, Triều Tiên đã thực hiện 3 lần phóng thử tên lửa đạn đạo khiến cho Hàn Quốc, Mỹ và Nhật tỏ ra lo ngại về những mối đe dọa này. Một bộ luật an ninh mạng mới của Trung Quốc đã chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 6. Theo đó, việc áp dụng luật mới này sẽ giúp bảo vệ tốt hơn thông tin cá nhân của người dùng internet. Bộ luật mới này của Trung Quốc quy định bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, những tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài dùng thông tin gây hại hoặc tấn công hệ thống mạng của nước này đều sẽ bị phạt. Ngoài ra, luật mới cũng sẽ cấm sử dụng thương mại điện tử để bán hàng giả, hàng cấm và các giao dịch lừa đảo khác. Bộ luật mới nói trên đã được Quốc hội Trung Quốc thông qua hồi tháng 11 năm ngoái. Cũng theo bộ luật này, thì nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến sẽ không được phép tự thu thập thông tin của người dùng hay bán những thông tin đó cho bên thứ ba. Nếu bị khép vô những tội danh nói trên, thì người phạm tội có thể phải chịu án phạt lên đến 3 năm tù hoặc thậm chí bị cáo buộc phạm tội hình sự. Ngoài ra, người dùng mạng sẽ được quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân nếu cảm thấy những thông tin đó bị sử dụng sai mục đích. Thưa quý vị, một tuyến đường sắt có giá trị hơn 3 tỷ đô la do Trung Quốc xây dựng vừa được khánh thành tại Kenya. Đây được xem là một trong những công trình mới nhất của Trung Quốc trong sáng kiến một vành đai, một con đường. Tuyến đường sắt có tổng giá trị lên đến 3,2 tỷ đô la Mỹ do Trung Quốc xây dựng sẽ kết nối thủ đô Nairobi và cảng Mombasa của Kenya, đồng thời trở thành công trình cơ sở hạ tầng lớn nhất tại quốc gia này trong hơn 50 năm qua. Dự án mới được khánh thành, Madaraka Express này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong lĩnh vực vận chuyển, kết nối của Kenya và cho toàn lãnh thổ châu Phi nói chung. Đây là một phần trong sáng kiến một vành đai một con đường do Trung Quốc khởi xướng. Chủ dự án xây dựng cơ sở hạ tầng này có giá trị lên đến hàng tỷ đô la Mỹ, giúp tăng cường hệ thống kết nối đường bộ lẫn đường thủy từ Trung Quốc đến châu Âu, châu Á và châu Phi. Phe đối lập đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích đảng cầm quyền Jubilee của đương kim tổng thống Kenyatta vì cáo buộc đảng này kiếm dụng nguồn quỹ xây dựng dự án nói trên. Tham nhũng luôn được xem là vấn nạn nghiêm trọng tại Kenya trong nhiều năm nay. Hãng xe General Motors sẽ ngừng bán các mẫu xe Chevrolet tại thị trường Ấn Độ, một phần của kế hoạch tái cơ cấu do không kiếm lời được từ 1 tỷ đô la đầu tư vào nước này. Hãng xe General Motors sẽ ngừng bán các mẫu xe Chevrolet tại thị trường Ấn Độ, một phần của kế hoạch tái cơ cấu do không kiếm lời được 1 tỷ đô la đầu tư vào nước này. Theo vào đó, hãng xe này sẽ tập trung vào việc xuất khẩu xe được sản xuất tại nhà máy ở Telangana, gần thành phố Mumbai, sau khi ngừng sản xuất tại nhà máy đầu tiên ở Halon ở miền Tây Ấn Độ hồi tháng trước. Dòng xe Chevrolet mới được Zero Moto phát triển như một phần của kế hoạch bán xe tại các thị trường mới nổi trên toàn cầu, chỉ chiếm dưới 1% thị phần ở Ấn Độ, trong khi đó nó chiếm tới 89% trong tổng xuất khẩu ô tô của nước này. Zero Motors cũng không thể cạnh tranh với các hãng xe khác tại Ấn Độ. Zero Motors có những sản phẩm tốt và bền. Người ta thích xe của họ nhưng họ không thể mở rộng ở Ấn Độ. Họ không dám mở các cửa hàng khắp Ấn Độ và có lẽ đó là lý do mà người ta không chọn mua xe của Zero Motors Zero Motors đang đưa ra nhiều kế hoạch cho các đại lý để bán hết những chiếc xe còn lại cho đến cuối tháng 12. Vào năm 2015, thì GM đã công bố kế hoạch đầu tư 1 tỷ đô la để tăng cường các hoạt động sản xuất và tung ra 10 mẫu xe được sản xuất ở Ấn Độ. Tuy nhiên, doanh số bán xe Zero Motors ở thị trường Ấn Độ đã giảm gần 21% trong một năm qua, chỉ đạt 25.823 chiếc. Trong khi đó, đối thủ của hãng tại Ấn Độ là hãng xe Ford, có doanh số bán xe tăng hơn gấp đôi trong tháng trước. Ấn Độ có lẽ không phải là điểm đến thích hợp cho các hãng xe nước ngoài như Zero Motors hay Ford, vì bản thân Ấn Độ là nhà sản xuất xe rất lớn và các hãng xe đến trước như của Nhật đã chiếm thị phần lớn ở đây. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Tinh Sáng. Chúng ta sẽ đến với những nội dung ngay sau đây. EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn mùa nắng nóng. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có ứng dụng quy hoạch đất đai để tránh sốt giá ảo.